dễ thương lắm. Để hồi mình sẽ lấy đường với mứt hoặc là sô cô la lên cho các con nó ăn. Chứ các bạn xíu quậy xíu quậy. Con sợ hay vậy lắm? Con sợ hả? Xin chào anh chị em và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review cái máy làm bánh khét nè cả nhà. Thì mình mua cái máy làm bánh khét này để mình làm cho các con vừa chơi vừa ăn luôn nè cả nhà. Thì bây giờ mình mới mua về đó. Thì mình sẽ mở ra để mà mình đun nóng, mình ghim điện cho nó nóng lên đó cả nhà. Và mình sẽ vệ sinh với dầu trước khi mình sử dụng đó cả nhà. Thì đây là một cái bước mà quan trọng mà không thể nào mà không làm ha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ mở ra. Sau khi mình mở ra rồi thì cái trong đây lúc nào thì cũng có cái miếng giấy hướng dẫn sử dụng ha cả nhà. Thì mình phải đọc để mình xem hướng dẫn sử dụng như thế nào ha. Rồi ở trong này thì nó cho một cái giá cả nhà, một cái giá để mình đổ đó. Thì đây là cái bánh khép, cái máy làm bánh khép mình đã mở ra rồi cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ ghim điện vô để mà mình cho nó nóng lên đó cả nhà. Rồi bắt đầu mình sẽ để dầu vô cho mình vệ sinh. Thì cái này là để bảo vệ cái máy, để bảo quản cái máy mình xài được lâu đó. Thì mấy cái giống như mấy cái sạn này cả nhà, để mình khi mà nó chín á mình lấy ra. Rồi thì trong lúc mình để cho nó nóng lên đó cả nhà, nóng lên là mình sẽ tắt mà, và mình sẽ để nó nguội, mình lấy dầu mình vệ sinh nó nha cả nhà. Còn đây là cái bột nè cả nhà, bột làm bánh khép đó. Thì ông xã mình hôm nay là làm buổi xế lâu lắm rồi mới được làm một bữa, được ở nhà ăn cơm với cả nhà đó cả nhà. Thì các con mình rất là mừng nên là mình mượn ông xã làm giùm cái bột để mà trưa nay mình mời bạn của hai đứa bạn của con gái mình đến nhà chơi cho nó vui với cả nhà. Nên là đem có cái máy thì mới mua nữa nè, mình sẽ làm bánh khép cho các con nó, cho các bé nó chơi luôn á. Còn cái bánh sô cô la nãy mình làm nha, không phải ông xã mình đâu nha, làm cho ông xã mình ăn chứ còn dư được chưa đãi các bé luôn. Đây là bánh sô cô la, ăn cái này là bao mập nha cả nhà. Hồi nãy mình làm mà mình còn ngán á, có bơ đồ nữa, trời ơi ngán mà lại cả nhà mình lại thích. Còn đây là cái đùi gà lôi, hôm qua mình nướng kiểu Việt Nam mình đó cả nhà, rất là thơm luôn. Đùi gà lôi đây mới nướng hồi chiều, mà còn cái này á là cái bánh này trời ơi, mình thiệt đản trí hết sức, xanh xong hai đứa đản trí quá trời. Cái này là bánh hôm trước mình mua đông đá nè, mình nói mình để dành ăn rồi, mình để dành trong xã, trong xã đi làm miết á, mà để trong tục đông đá riết mà quên luôn, nên mình lấy ra bây giờ hồi hâm rồi cho ông xã mình ăn. Đây là miếng test, một hồi sẽ chiên lên, chiên với bơ chút tiêu chút muối là ông xã mình ăn được rồi, đương nhiên là ăn với đậu que ha, nhà mình chỉ ăn đơn giản vậy thôi. Hai chị em đang làm gì đây? Con đang chơi lớp. Con đang vẽ cái gì vậy? Đang vẽ mẹ. Con đang vẽ mẹ hả? Đưa đưa mẹ coi, đưa đưa cho ông bà cô chú. Trời ơi, con vẽ mẹ đó hả con? Trời ơi, vẽ mẹ đẹp dữ vậy đó hả? Còn La đang làm gì đây? Con đang làm cái này. Vậy đó hả con? Ở con mình hả, là nó còn hay hơn mình, như trên cái trái địa cầu này là nó biết còn nhiều hơn mình nữa đó nghe cả nhà. Nó là nhà bác học tương lai của gia đình mình đó. Thì bữa nay chiều nay con mời ai lại nhà? Mời bạn của con mấy đứa? Hai đứa hả? Con vui không? Bây giờ con tạm biệt ông bà cô chú đi. Tạm biệt con bà. Nhìn lên đi con, nhìn lên. Tạm biệt con bà cô chú. Anh chị. Hai chị. Và các bạn. Bạn. Mai Lít chào đi con. Elia xin chào Phương. Vui. Mai Lít chào, tạm biệt ông bà đi con. Cô chú anh chị. Giỏi quá, Bijou giỏi lắm. Trời ơi, cái mỏ Bijou trời ơi cưng quá. Đây là miếng steak nè, nãy ông xã mình làm với đậu que nè. Bây giờ mình chỉ có nhiệm vụ bỏ vô dĩa và bưng lên cho ông xã mình ăn thôi. Ê. Nhiều quá hả? Bon appétit. Ngon không Maylis? Ngon Melia? Có ba nhà ăn cơm ngon không? Bữa cơm nhà mình rất là đơn giản nha, không thể thiếu bánh mì. Ủa đâu hết bánh mì rồi? Sao không mình đem lên nguyên miếng không? Xã mình cắt còn có nửa miếng mà. Trời ơi, chào dữ vậy. Rồi cái bàn ăn gì mà không đẹp gì hết trơn. Ai bàn ăn của ta đẹp quá trời. Bàn ăn nhà mình kỳ quá. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Bye bye đi con. Bye bye.
Bye bye. Hai con gái đứng chào tạm biệt ba ba đi làm. Ba ba đi chưa? Đi rồi hả con? Ờ, ba ba đi rồi. Ba ba đi làm rồi. Vậy là tối nay đi ngủ không gặp ba ba nữa rồi. Bye bye. Xuống đi con, xuống. Ba ba đi lâu chưa? Đi chưa? Ở trên đó cơ. Ở trên đó hả? Ôi. Rồi đi tới đằng kia rồi. Rồi ba ba chạy xe bên kia là xong nha. Rồi đi xuống nha. Rồi nó chờ ba ba chạy, nó qua cái khúc bên đó nó mới chịu xuống. Đó, ba ba đứng đằng chạy xe đằng kia kìa. Rồi xuống đi. Ba ba đi cú cú con hả? Rồi đi xuống. Có chuyện em té nè. Em xuống từ từ đi em. Xuống từ từ thôi. Xuống. Có chuyện té nha. Ba ba đi mai, ba đi làm mai mấy đứa có buồn không? Không buồn hả? Trời ơi, bình thường nói ba ba sao ba ba không ở nhà chơi mà giờ ba đi làm không buồn. Ôi, bây giờ ba mẹ con mình sẽ review cho cả nhà xem cái máy này nó làm có ok không nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ quậy bột lên. Bây giờ để mẹ quậy bột lên thử coi nó có ok chứ nghe con. Ba ba nè, cái bột này hồi sớm ba ba làm cho mẹ nè. Thấy ba ba thương không? Ba ba thương không? Ba ba nói là nếu mà nó hơi đặc á thì mình sẽ đổ vô một chút sữa để mình làm thử trước đi. Bây giờ một còn nửa tiếng nữa bạn tới rồi, bây giờ ba mẹ con mình review thử nha. Review thử coi có ok không nha, nóng rồi đó. Bây giờ mẹ sẽ chắc đầu lên mình. Chắc dầu vô. Xong rồi làm bánh mà sao ngồi yên vậy? Qua đây coi. Mẹ con muốn coi mẹ làm tại vì có risk. Có risk là gì? Risk là đông. Là con sợ nguy hiểm đó hả? Trời ơi, tội nghiệp không? Kỹ dữ vậy đó hả? Đó, bây giờ mình sẽ chét dầu lên nha cả nhà. Giờ là mình bữa hổm mình thấy nó giảm giá nè, cái mình thấy mình vừa cũng cần nữa nên mua luôn. Ở đó mình cũng chưa đổ cái này, đổ thử cái nghe. Rồi một cái. Nó chỉ phải ba bu cu. Ba ba bu cu hả? Mẹ làm thử, ba ba nói là phải ấy nè, để thử coi. Ba ba nói nếu mà làm thử không được thì mình sẽ đổ sữa vô thêm. Thì mẹ sẽ làm thử thôi. Sao tự nhiên làm bánh mà lên ngồi yên dĩ cho vậy quý vị? Trời ơi, tôi mua gì cho mấy người chơi mà. Mua cho các bạn chơi mà sao các bạn để tôi chơi vậy ta? Mà cái này không có chơi đâu, cái này là làm đồ ăn. Làm đồ ăn thì con thích mà, bữa hổm con ấy con thích thì mẹ mới mua cho con em á. Hồi bữa nào? Hồi lâu rồi đó, con thấy ở đâu có cái con nói con kia mua cho con chơi đó. Nhớ hả? Mua không phải là chơi mà mua về cho con làm vừa chơi luôn. Đúng không? Này nè. Hồi để cho bạn lại bạn làm coi, bạn con là biết làm đó, tại nhà của nó hồi lâu rồi nó đi lên nhà của Bobby Mami nó có đó. Trời mua về là mẹ đứng mẹ làm luôn vậy đó hả? Kỳ vậy? Không coi. Con không muốn làm. Kỳ vậy? Vậy con nhớ con. Vậy là thôi để mẹ làm cho các con, mà con thích ăn bánh kép như thế này không? Con không biết nó ngon hay là không ngon. Con không biết luôn hả? Vậy mình hồi con ăn thử con nói cho mẹ biết rồi con thích ăn không nha. Mà con muốn làm của con với bạn của con. À vậy là con muốn làm của con với bạn của con hả? Dạ có cái này nè, tụi con có muốn sử dụng không? Có muốn làm lấy lên thử không? Để cho nó chín để mẹ coi được rồi mới lấy ra nha. Mình làm review thử thì đại hồi có bạn lợi á, cả nhà là mình sẽ không có quay được. Tại vì ba của các bé đó cũng người Tây á, nên người ta không có, mình sợ người ta phiền á, mình không có muốn quay lên, không biết đứng gì mấy cả nhà có thấy cái đầu mình không nữa. Nãy giờ đứng. Cái này và mấy cái bánh khép này nhỏ nhỏ tròn tròn dễ thương quá. Thích không ai liếc? Con đứng sau sưng lưng mẹ, đứng qua xích bên cho mọi người thấy con coi. Thích xích với mẹ là đứng bên đây nè. Cái này chắc là mẹ phải đi đổ miếng nè, ba nói đúng nè, phải đổ thêm miếng sữa vô. Nó hơi đặc quá. Bây giờ làm thử để hồi có các bạn tới mình khỏi phải mình là bột mình nó ngon. Ba làm bột ngon quá ha. Rồi review chút được rồi. Review chút xíu được rồi. Cái bánh này dày quá. Tại vì bột nó hơi ba nói là bột nó hơi đặc là nên là đẹp không? Đẹp không? Ngon hả? Vậy để mẹ đem lại cái máy quay gần cho ông bà cô chú coi nha. Đây là những chiếc bánh khép bé xinh. Con phải lấy mấy cái này ra rồi con mới để cái đổ bột vô thêm được con. Chứ giờ nó đang chiên mà. Dễ thương lắm.
Đã, hồi mình sẽ lấy đường với mứt hoặc là sô-cô-la lên cho các con nó ăn. Chứ các bạn, xíu quậy, con sợ hay dễ lắm, con sợ hả? Con sợ cô cà khóc. Con sợ hả? Thôi, bây giờ mình làm review chút thì thôi, để rồi cho cả nhà xem. Rồi mua về làm cho các bé nó thích lắm. Rồi, đâu rồi các con thử coi, coi ngon không, coi thích không? Cái này là có chừng nóng nha con. Chừng xô nha, nóng. Rồi, nóng hả? Đây mẹ làm cho. No. Rồi cái chị này chị nói theo quá. Nè con này đi, con cầm một miếng rồi ăn coi ngon không? Ngon không con? Ngon không? Nói mẹ nghe coi. Mà nó không có sức khỏe. Đúng rồi, hồi mình ăn thử cho ông bà coi thôi. Rồi mình hồi mình lấy lên bàn mình ăn với các bạn, là mình chỉ review thôi mà. Mời ăn ngon bà cô Tu ăn chè rồi mình có bận. Ăn với Elia, ăn với Maylis. Ăn với Elia, ăn với Maylis. Mình mời cả nhà ăn bánh khét nha, tại vì mình review thôi chứ mình chưa có làm nhiều. Hồi cho mấy đứa nhỏ nó làm á chứ mình không có làm. Thì mình mời cả nhà ăn bánh khét với ba mẹ con mình nha. Mình cũng ăn thử miếng coi, mình mời cả nhà nha cả nhà. Ngon quá. Mấy cái bánh này là mấy đứa nhỏ nó mê lắm. Ngon con. Cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã dành thời gian để xem video của ba mẹ con. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà những video sau. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Bye bye.